Chào mừng các bạn đã đến với kênh Với Họ Cùng Bé. Trời ơi các bạn ơi, ở đây chúng ta có bạn cua. Bạn cua ơi, bạn cua không được kẹp các bạn nha, phải chơi với các bạn nha. Bibi ngồi xuống mẹ xem nào. Thật ngon lắm ạ, Bibi ngồi xuống nào. Bibi ơi, bây giờ cùng hỏi tên các con vật với Bibi nha. Ăn gì đấy? Bibi ơi, đây là con gì đấy Bibi ơi? Con cua. Cắn Bibi này, cắn Bibi. Bibi sợ không? Đây, trời, con này cắn Bibi nha, con gì đây? Ta cắn Bibi. Bibi hốt chạy rồi. Tiếp, xinh không này, các bạn ơi, xinh quá để kẹp mồm Bibi. Kẹp mồm Bibi, mẹ trêu đấy, không kẹp mồm Bibi đâu nha. Ui, Bibi ơi, nhìn ở đây chúng ta có nhiều con vật quá, bây giờ mày hỏi Bibi chỉ nha. Cả con màu vàng đâu nhỉ? Con nào màu vàng nhỉ? Đúng rồi, con nào màu đỏ nhỉ? Ôi, Bibi giỏi quá, màu trắng đâu Bibi? Đúng rồi, màu vàng nữa đâu nhỉ? Màu đen. Đúng rồi các bạn ơi. Đúng rồi, hoàn hồ cho Bibi nè. Nặng quá. Bibi ở trong này có những con vật gì nhỉ? Con cua. Đúng rồi. Nặng lắm, mày để xuống đây cho Bibi chỉ nha. Bibi ơi, đây này mày. Đấy là con gì đây Bibi? Đúng rồi, nặng lắm, Bibi không có ấy được đâu. Nào, xem nào, Bibi ơi, con gì đây? Cắn Bibi nào, cho cắn Bibi nha. Nào, cắn Bibi. Con gì nhà, con rùa màu gì đây? Màu xanh. Xem nào, các bạn ơi, ở trong này chúng ta có nhiều con vật không này. Và mỏi thích quá này. Bibi đi vào nhà tắm rửa đi nha, tối rồi nha. Ui này các bạn nhìn này, bốn bạn này, bạn cua, bạn ếch xanh này, bạn tôm này, ui bốn bạn chơi với nhau rất là thân thiện luôn. Chào các bạn nhìn chú ếch xanh nha. Cận cảnh chú ếch xanh này, mũm mĩm đáng yêu quá này các bạn ơi. Chú ốc sên này, ở đây chúng ta có nhiều con vật quá. Các bạn có thích không? Mẹ Bibi thích lắm luôn. Chú rùa bà lá. Các bạn ơi bấm like theo dõi kênh ủng hộ mình nha. Ui chú rùa đáng yêu thế nhỉ. Ui thỏ tay vào đây bắt nào. Bắt xem được bạn nào không nhỉ? Trơn quá, không bắt được. Các bạn ấy dạy ghê quá, mẹ chị đi không bắt được con gì luôn các bạn ạ. Đây rồi. Nhảy ra đau chưa? Ui xin lỗi bạn nha, xin lỗi bạn cá xinh đẹp nha, thương lắm nè. Bây giờ thả các bạn vào bể nha. Bibi cầm chổi làm gì đấy? Thôi được rồi, thả các bạn vào bể nha. Thôi thương rồi, xin lỗi nhé, vừa làm các bạn ngã. Bây giờ thả vào bể cho các bạn ăn nha. Ôi xem nào, ở đây chúng ta vẫn còn một chậu cá đấy này. Thả nốt chậu cá vào bể này. Ôi, ngắm các bạn ấy bơi thích lắm luôn các bạn ạ. Nhiều lắm luôn ạ. Còn đây, mấy bạn này nhỏ nhỏ xinh xinh chúng ta để riêng nha. Nuôi các bạn cho các bạn ăn ở riêng nha. Thôi tạm biệt các bạn. Các bạn ấy bơi ăn tối đây. Các bạn cũng phải ăn tối ngoan ngoãn nha. Tạm biệt tất cả các bạn nha, yêu các bạn nhiều nha.